Xin chào mọi người đã đến với kênh của chị em bánh mì. Và đây là video đầu tiên trong chuỗi những video về những món ăn đơn giản, lành sạch và tốt cho sức khỏe. Gia đình mình thì rất là thích những cái phương pháp ăn uống đơn giản, chẳng hạn như là thực dưỡng. Và nhà mình rất là chú tâm đến những cái loại thực phẩm trong bữa ăn, làm sao để giúp cân bằng cơ thể, làm sao để có thể giúp mang lại những cái sức khỏe tốt hơn, đồng thời là có thêm nhiều cái thời gian hơn, thay vì là mình phải làm rất nhiều những loại đồ ăn cầu kỳ và phức tạp mỗi ngày. Thế thì mình đã quyết định là mình sẽ làm một chuỗi những cái video về những cái món mà gia đình mình yêu thích, chẳng hạn như là salad, rất là nhiều vô và nhiều những loại salad cùng với lại nước sốt để ăn kèm với bánh mì sourdough. Bên cạnh đó thì còn là những loại mứt này, những loại thực phẩm healthy hay là sữa hạt. Và hành trình của mình 365 ngày mỗi ngày một video sẽ bắt đầu từ hôm nay với món đầu tiên rất là dễ làm nhưng mà cần có một chút bí kíp để có thể làm được ngon hơn, đó chính là món salad dầu giấm. Hãy cùng mình vào bếp và làm salad dầu giấm nha. Là cà chua bi, và cà chua bi này thì mình hãy lựa cái loại chín, sau đó mình rửa sạch và cắt đôi cà chua ra. Ở đây mình chuẩn bị một suất salad cho 3 người ăn và mình sẽ dùng khoảng 300g salad cùng với lại 100g cà chua bi. Và ở đây chúng ta đã rửa sạch rau xà lách. Xà lách này thì chúng ta sẽ rửa 3 lần, trong đó 2 lần đầu thì rửa sạch dưới vòi nước và lần thứ 3 thì chúng ta sẽ ngâm với lại một chút nước muối loãng và chén lại bằng nước sạch. Hãy lựa loại salad tươi để cho cái món của mình nó được giòn hơn và ngon hơn nhé. Rồi, bây giờ đến công đoạn trộn. Chúng ta hãy dùng một cái âu lớn và cho tất cả lượng salad này vô. Sau đó hãy cho cà chua vào và chúng ta sẽ cho phần nước sốt lên để trộn đều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nước sốt dầu giấm. Nước sốt dầu giấm chúng ta sẽ sử dụng 2 muỗng canh mật ong. Dầu ô liu. Dầu ô liu là một loại dầu mà rất là tốt cho sức khỏe và mình có thể ăn sống. Dầu ô liu hay được dùng trong những món Âu, chẳng hạn như là pizza, spaghetti hay là những món sốt dạng Âu. Ta sẽ sử dụng 5 muỗng canh
giấm gạo. Một phần hai muỗng muối hồng. Bạn có thể sử dụng muối iốt bình thường, ở đây mình dùng muối hồng của Himalaya, đây là loại mà gia đình mình vẫn hay sử dụng. Sau đó chúng ta sẽ khuấy đều hỗn hợp này lên. Nếu bạn không có mật ong thì bạn có thể sử dụng đường, nhưng mật ong thì sẽ ngon hơn. Một chút cay thì có thể cắt vào đây một vài lát ớt. Và chúng ta đã có hỗn hợp dầu giấm. Bây giờ chúng ta sẽ trộn vào trong salad. Rưới đều lên. Sau đó chúng ta sẽ cho ra đĩa. Món salad này sẽ giúp cho hệ tiêu hóa rất tốt bởi vì nó có giấm. Cùng bạn sẽ rắc lên trên này khoảng 20g hành phi. Và thế là chúng ta đã hoàn thành món salad dầu giấm. Cực kỳ đơn giản đúng không các bạn? Món này bạn hoàn toàn có thể làm trong những bữa ăn nhẹ của gia đình, ăn cùng với bánh mì sao đô hoặc là những loại thức ăn theo kiểu Âu. Đây sẽ là món mà cả gia đình bạn sẽ vô cùng yêu thích và chỉ mất khoảng 15 phút để chuẩn bị cho món ăn này thôi. Thấy là món này rất là đơn giản phải không? Và mình tin rằng là ai cũng có thể làm được, chỉ cần dành một chút thời gian thôi. Và cái việc mà nấu ăn tại nhà nó sẽ mang lại cho chúng ta vừa tiết kiệm tiền này, và thứ hai đó nữa là chúng ta có thời gian để thư giãn cùng với lại những thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó thì chúng ta hoàn toàn chủ động về những loại thực phẩm chúng ta đưa vào cơ thể, vì vậy nên là sẽ giảm rất nhiều nguy cơ về bệnh tật. Và những bữa cơm gia đình luôn là những bữa cơm mà đầm ấm nhất trong lòng của mỗi đứa trẻ khi mà chúng nhớ về những thời khắc linh thiêng hoặc là những bữa cơm đền tụ gia đình. Và mình hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy hào hứng với lại những video của mình. Hãy subscribe và nhấn chuông, hãy bấm đăng ký và nhấn chuông để nhận nhiều hơn nữa những video hay trong tương lai của mình các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.